Rồi, chào cả nhà luôn nhí ơi. Xin chào cả nhà nha. Rồi, mình với cũng xin chào cả nhà nha. Lời nói đầu tiên xin cho phép Bình Trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em là chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Chín rồi dạ. Chín hả? Ừ. Cái luôn, cái lên con nữa nè. Đây có hai cái bẹo. Hai cái chín hai con. Dữ dằn thiệt. Cái cũng vắng này. Ở chuột gì cũng bỏ vô đây. Bữa nay nhí đặt nhiêu cái nhí? Em mới đặt tài khoản cả trăm, đặt cả trăm. Sao mà dữ vậy nhí? Em mới mua thêm 50 cái đó mà. Vậy hả? Phần của mình đây, con đây là có 50 thôi bạn. 52 cái mà không biết hổm nó thâm, mà không biết có mất hay không. Đó là nhìn nó biết bẫy của mình rồi đó. Và cái bẫy này cũng vậy đó nè, nhìn là biết bẫy của mình các bạn, không bao giờ sót được. Tại vì ở đây là bẫy gắn mà mình làm lại nè. Còn làm ha. Rồi. Ok. Hai cái. Rồi nè, em mua bẫy mới luôn hả? Em mua bẫy mới luôn á. Ủa vậy là em có đặt rồi, sao nãy anh đi ghé nhà anh thấy em có một chùm còn chùm vậy? Cái đó là chừa lại đẵng hết. Nghĩa là năm chục cái mà em mua 50 cái. Ừ. Vậy em đặt nó có được 50. Nhưng mà ý là nói là đặt ba mấy cái đó. Vậy là bữa nay là 80 thôi. Ừ. Thôi không anh 50. À, em ba mấy cái thì cũng còn lại vậy là 80 cái thôi chứ. Ừ, hai cái hai con ta hay quá vậy nhí. Ừ. Hay quá nhí ơi. Rồi để cái cử này là em lấy cử sáng là anh hốt nha. Rồi vậy đấy, tính vậy để thôi buồn phiền. Bây giờ nếu mà anh nói anh không chịu nói em đặt cái này tối này không cuốn luôn nè. Ai biết cái chuyện của em. Nhưng mà bẫy của anh đó. anh là thoải mái à. Trời ơi anh mà chuyện nhỏ. Rồi vậy là cử này là của em, cử sáng là của anh. Trời hay quá vậy nhí. Ồ giỏi quá nhí, này hay quá ta. Ủa cái bẫy thấy lạ ta. Bẫy của em hả? Ờ bẫy này hơi bự, nó có 4 cái bẫy bự vậy nè bạn. Ủa sao màn hình của mình tới hù vậy ta. Rồi ba cái ba con hay thiệt nhí. Đường mòn nó chạy nè các bạn, mình đặt bẫy không có mòn các bạn ơi, đặt bẫy theo đường mòn, nó chạy từ hướng bên đây nè, nó chạy dài qua. Chạy dài qua đó nên cứ đặt xuống thôi. Rồi để có cái sao cái điện thoại camera của mình nó tối hù kìa. Đó hứng đó nghe. Vô mà đặt cái bẫy mình cũng để mà lựa cho cái miệng nó sao nó bắt bằng bằng và nó vững vững chút nha bạn, cảm giác nó vững vàng chút á. Ok cái này chết rồi. Ồ cái đường mòn này ngon ha, mà cũng chết ha, chết cái chứ dính ba cái kiền này thì chỗ nổi. Để mình chỉnh lý là cái điện thoại các bạn ơi, sao nó tối hù. Có hàng không? Ủa, ngon rồi không có hàng hả? Ôi ai biết đâu ạ. À? Ông lại đi qua thăm mấy chuột rồi chơi nhậu hả? Ờ ai biết đâu vậy hả? Ô vậy ngon à, cách con bờ kinh nè. À? Ngày mai tôi đánh con qua đó nha. Ngày mai có dành điện với em ở sau nè. Ờ ờ vậy mà sáng giờ đâu có đi rồi, sáng giờ đi công chuyện không có ở nhà, không có mở cái máy nữa. Vậy là mai tôi qua gạo bên đó cho bà dịch tới yên ổn nha. Em với anh đồng hành. Rồi ờ hồi nãy giờ không để điện thoại theo. Ông chủ dịch tàu ông nói sao mà không chịu đặt cho cái bà dịch tới yên ổn rồi nhỉ, không chịu qua bà anh đặt nhỉ. Nó hoành hành mấy dịch bự, nó hoành hành cái dịch đẻ, nó làm gần á rồi nó cũng nguy hiểm. rồi mình nhắc mà dịch vô cái bẫy luôn á. Ờ chơi dính bẫy là cả chịu quyêu luôn á. Ừ nó mà nhắc dịch đẻ vô cái bẫy này là vô chịu quyêu luôn á, lại vô chịu quyêu luôn. Rồi ok mai thu xếp rồi lên đường. Rồi ok, nó gần nào tôi đi tôi liên hệ điện liền. Không biết hứa trước nha bầu ơi. Rồi. Đặt... Hối, em bé cỡ nào? Yeah. Em bé tiêu tèo tèo, trời ơi vô được hết trơn á. Nhỏ về nhà người ta cho nấu sữa. Người ta ở đây người ta chửi chết má. Chuột mà không có thả để phá hoại mùa màng. Mà đặt chuột rồi có nhiều mình cũng xử lý nó hết. Về nhà nuôi kiển gì cũng được, chứ đừng có sữa. Ừ. Đâu có đường mòn đâu mà đặt kỳ cục vậy. Đâu đích thì mình quay đường này, tính đường này, tính đường nào nữa chứ. Đặt kiểu gì nó không cho mình dính cái gì không nội ơi. Đặt tới mình lấy bẫy rồi mà nó không cho mình dính, đặt kiểu gì. Rồi ok, tôi sẽ nói nha, đặt cái này hơi thưa bẫy mà. Làm gì vậy? Dính chuột hả? Trời, tưởng nó lúa bất gì ăn rồi, nó đứng sững lại. Để xuống, để cái tụng nghề nha.
Thùng này đựng chắc không biết mà lớn nữa cái thùng này. Thùng này mua hả? Mua. Nhiều đây, mua lâu rồi hả? À, mấy chục à. Mua lâu rồi phải không? Em mua này. Thùng chuột á, à, mua. Hứng chuột vô. Đừng mòn ngoài đó nó chạy vô. Vừa đi. Chuột là nó ăn nè, nó ăn cái trái đu đủ nè. Đừng mòn nè. Mòn nó không phát hiện nó đặt. Đu đủ mà. Thấp thấp không. Sướng sướng. Hai cái hai con luôn. Đâu? Đây một con. Ô dữ dằn ta. Đây cái này ha. Đó, gặp xét của mình nè. Cái gặp đó của mình mà mình mất mình không tiếc, mình tiếc cái lò xo. Cái gặp này thì lâu đời các bạn, mới sửa sửa giữa lại ra xài thôi. Em nhét lên đi rồi anh đẹp nó nập xuống cho em. Bụm hai bên lại là nó không có phóng xuống đâu. Bụm hai bên xuống. Rồi vậy là được rồi đó. Hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi. Còn cái lò xo này bạn. Cái gập thì không có nhiêu tiền mà tiếc cái lò xo. Tại cái lò xo này xài nếu mà mình giữ kỹ mình xài hoài nó không hư, hư mấy sợi gập luôn, nó không hư lò xo. Rồi mình nên tắt máy mình đặt lại cái này thôi bạn. Còn đi tới nữa không hay là vậy hả? Trời đặt gì sát nhà người ta vậy trời. Trong bụi xả nó mới ghê chứ. Dính này bạn. Thường thường xả nó chuột với gắn nó hơi sợ, nhưng mà lỡ có đường mòn là hiểu rồi, có đường mòn là dính nè. Đây đã đăng karaoke các bạn nên mình cũng tranh thủ quay quà tắt lẹ lẹ để nói chuyện liên tục để thôi vi phạm bản quyền. Mình đánh hình như thế này mà trong vòng 10 giây thôi thì có thể bản quyền bị bắt liền các bạn. Bởi vì mình tranh thủ mình phải nói chuyện lai rai trong quá trình mình thu âm mình nó có dính nhạc á. Thôi mình cũng tắt máy các bạn. Có cái đó rồi mà, cái mặt có cái này kìa bạn ơi. Nói chuyện đi chia. Chắc không dính không? Đâu rồi? Quẻ này đâu? Không biết nữa hả? Có hàng không? Dính không? Dính. Chuột trắng bỏ vô. Để banh cái đường mòn ta mày. Rồi ơi. Rồi. Tắt máy nha bạn. Để mình thưởng thức âm nhạc chút nha. Đâu bị ủi đít thế vậy? Rồi. Hiểu rồi đó. Hiểu bị chui đụng đít rồi đó. Mới chạy chuột chạy vòng nó không vô. Cái gọn gặp là đã sập rồi. Dùng một cặp luôn mới ghê chứ. Trời ơi trời, cặp em bé. Em bé gì cho bình trần nó hưởng. Thì vô. Nó chơi với mình đã giao gõ nét rồi, mình chơi gõ nét. Tối nó lấy, sáng mình lấy. Thì gắn này nó cho thì mình lấy không cho thôi chứ không phải là của mình. Anh mới thấy con chuột nó chạy nữa đó em. Anh mới thấy con chuột nó chạy nữa đó. Ừ, vậy là chỗ này còn mấy con nữa đó. Bầy nó một bằng. Mà cái bẫy này là qua cái luồng mới mà, bẫy đầu tiên. Qua con kinh khác á, đi lùi qua mấy con ruộng, mấy miếng ruộng này. Chạy lư cái chân hả? Chụp bự không? Cái khu này khu mới là còn ghim nè. Còn ghim nè, chụp cái nhíu nè. Chụp này cũng go nhỏ, chưa chụp này gắn không gắn mà chăng không chăng. Đây tủng này là được rồi ha. Đây chụp chín luôn anh này. Đây chụp chín luôn hả? Thấy sập rồi đó phải không? Thấy cái cần nó dư lên trời đó phải không? Cái cần đó, cái này nè, là cái này cần nè, cái tay nóng nè, nó dương lên trời nè. Ô, một cặp nữa. Chết rồi, chuột gắn bữa nay ngon rồi, qua cái đồng này, qua cái miếng ruộng này chuột gắn đã luôn rồi. Ba cái 9-5 con này. Ê, một con. Cắn biết đâu sao? Rồi qua dướng giò mình nè. Còn điểm nó chạy chậm gì rồi, mình đè chút rồi mà không biết nó đâu rồi. Còn điểm nó chạy cà tưng vậy á. Tại mình chụp mình không có thế. Tại mà đứng mình án đó. Ờ mất rồi, chạy xuống nó gom cao quá, mình đè xuống nó gũi xuống luôn. Này hang nhỏ nhiều quá nè, chụp nhí nhí. Rồi, để mình qua chỗ này nha. Ồ, ở đây có bẫy nữa nè, cầm bẹo lại dậy nè. Khúc này đặt dày thấy ấy á, thấy hai cái bẹo rồi nè. Còn không biết cái bẫy nằm đâu. Thấy hai cái bẹo nè. Nó ngồi đâu? Để anh coi nó ngồi đâu. Ngồi trong bóc kia đó hả? Vô bẫy đặt con nè. Ừ, nó hứng từ trong hướng này ra. Ủa, hướng này ra hả? Hướng này vô. Hướng gì đó hả? Ừ, hướng này vô nè. Ờ, vậy hả? Vô lâu rồi, nó kéo mặt cái gì đó. Kéo ba cái rơm. Rồi đến mình kiếm hai cái bẫy. Kiếm hai cái bẫy này mình chưa gặp nè. Có hai cái bẹo mà mình chưa thấy cái bẫy. Cái bẹo này.
Bên này chết rồi bạn ơi. Các bể này thì chưa thấy chết luôn bạn ơi. Ôi ôi nó ngầm nước đây. Này cái miệng này nó hơi gục bạn, cái đầu nó hơi gục, phải đúng nó ra phải bẻ lên chút. Trời như nó bẻ lên thôi. Rồi chắc sụp rồi quá. Biết lắm. Bự nhỏ. Ừ, đồng này chuột cắn không à. Chuột trên cây trên bờ nó kêu tí tục tục tí tục tục. Thổi ghê gớm không? Nhưng mà trước khi mấy em bỏ cái nắp lên chút, đừng cho nó gục cái đầu, nhẹ lên chút thôi. Bẻ quá thì nó bị lỡ cơ, lỡ cái hút cái chân nó là nó không sập luôn nha bạn. Cái vừa phải. Bên các bạn. Chết luôn hả? Đó hai cái chết hết rồi mọi người. Cái này cái dính. Đi chia nè. Vô. Ồ, đây có nữa nè, đây có cái bẻo nè. Nhưng nghi nó đặt ở đây, không biết có phải không? Đặt ở đâu nhé, không thấy nhé. Ồ, dính luôn cái gì vậy ta? Không dính. Dính lại gai, cắt hai cái đổi. Chết luôn. Chết nhiều quá, khu vực này chết bao cũng cái kiện. Kiếm đây. Đây có hai cái bẹo nè. Hai cái bẹo này chắc rồi bị hỏng đít rồi kìa. Ủi hỏng đít luôn. Con này dính con nè. Con này bự nhí. Nó hơi nặng nè. Mím mềm luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video ủng hộ mình nha. Rồi các bạn nào đến kênh mình lần đầu mà cũng như là những lần mà chưa đăng ký đó thì các bạn bấm chuông, thương mình các bạn bấm chuông. Rồi để đón xem video tiếp theo nha. Thì mình YouTuber nào cũng vậy chứ, cũng phải nói câu đó hết trơn. Tại vì còn rất là nhiều xem mà chưa đăng ký hoặc là quên đăng ký. Rồi mình nói thì các bạn nó có một số người nhảy vô bình luận nói mày quảng cáo hoài. Rồi ai mà thèm đăng ký. Không quảng cáo thì các bạn không biết, các bạn không nhớ, các bạn không share, không đăng ký. Kiếm hai con không? Bạn coi từ YouTube từ nhỏ tới lớn, từ Long Vlog tới Sang Vlog, tất cả mọi người đều nhờ kêu gọi đăng ký ủng hộ. Còn mình cũng vậy, mình cũng kêu gọi mình trải nghiệm gì là cũng muốn mong mỏi là để có được nhiều người biết đến mình, có nhiều người xem và thư giãn trong quá trình xem video. Còn ví dụ video mình không hay, lý do tại sao không hay thì các bạn có thể đóng góp để cho mình tiến bộ hơn. Ví dụ như cái gì đó thì các bạn cứ nói để mình khắc phục nha bạn. Tóm lại là tất cả mọi chuyện đều quảng cáo, nhưng mà mình quảng cáo thì đó là sự thật, chứ không có quảng cáo quá hoặc là quảng cáo lố, không có mà quảng cáo. Đây có cái bẻo này bột mà không biết cái bẻo nằm đâu. Chứ đâu đây, bự không? Dừa chậm. Chung là mình kinh của mình là chuyên săn bắt các kiểu nha bạn. Chuỗi là phải gắn tới chuột và nói chung các loại khác, nếu có cơ hội mình sẽ bắt hết. Mình không bắt được thì mình, nếu không chính thân mình bắt thì cũng anh em cũng bắt. Anh em bắt thì mình cũng quay lại chia sẻ cho cả nhà xem cho vui. Chung săn bắt các kiểu, kinh mình cũng còn yếu lắm mọi người. Cái lăng cù nèo ở đó kìa. Cái lăng cù nèo. Đặt cái đâu vậy? Cái lăng xuống đây. Được, cũng được. Nó gầy, nó đặt mấy đêm nay rồi bạn, nó ăn không hết rồi nó cho ông lum hết trơn. Cho ông này vợ ăn năn nỉ ăn tiếp à. Mà bây giờ nó không cần ăn chuột các bạn, nó chỉ cần đam mê. Các bạn không biết đâu, nói chung mình đặt chứ bạn không cảm giác được cái điều này đâu. Các bạn cho trải nghiệm thì rất là thú vị một, nhưng mà ra ngoài đồng như thế này. Đọc không dính nè, ra ngoài đồng người cuộn như thế này các bạn đi rồi bạn trải nghiệm sẽ thú vị hơn nữa. So với trải nghiệm của một ảnh nhỏ. Nó chọc tức mẹ ha. Ai trong nhà thì người ta nằm người ta nghỉ ngơi mà đi ra cảm giác lạnh lẽo, cảm giác lạnh xương nè. Rồi đi trải nghiệm bắt được những con chuột. Rồi về nhà mình chế biến món ăn này nọ rồi đó. Nói chung là cũng vui. Mình muốn chia sẻ cái niềm vui đó đến cho cả nhà. Ok, tới cái bẫy tiếp theo mình sẽ quay nữa nha. Đây có cái bẫy nè. Chắc. Nó cầm bẹo đá dừa bạn, nó cầm bẹo đá dừa, nếu mà có là mình biết liền à. Chết luôn rồi. Chung là cái lấy gai. Ôi, nó đụng kìa, mới tin kìa. Dính không? Vô hả?
con này vô rồi sau đó đùng có tin vậy, hay nó đùng rồi nó mới chạy ra đây. Con này con tay con này con gà nó khùng lắm không trời, biết hết trơn ta, con già con tơ rồi đó. Nhí đó trải nghiệm đọc bảy chục này, anh tính là bảy chục không mồi tính ra được 3 đêm hả nhí ha, 3 đêm còn 3 đêm nữa có kinh nghiệm. Bạn ơi, các bạn để ý chút xíu thì bạn đặt 2 đêm đầu thì chưa có kinh nghiệm lắm, đêm thứ 2 đêm thứ 3 là bạn tự động sẽ rút được kinh nghiệm. Mà các bạn muốn có kinh nghiệm nhiều thì các bạn chính thân mình trải nghiệm thì mình đặt á, nói chung là chính thân mình trải nghiệm thì nó sẽ thuộc bài bao hơn. Còn ví dụ như mình đi theo thì mình không có đặt được, mà ví dụ như mình chính thân mình đặt cái bẫy mình dẹt ra mà đặt mà nó dính và dẹt qua đặt không dính thì mình mới so sánh được, mình trải nghiệm nó mới dính không, dính bự không cho giả cho anh coi con khủng đó coi. Con này khủng rồi, mình nó trướng luôn, chào bá. Ra không cược luôn rồi. Để mình đặt cái đít lên coi. Một lớp dưới này. Hết cái đường rồi, hết chút nhít. Đít nặng khá nặng mà, hơn 2kg bạn ơi. Hơn 2kg khỏe. Lớp chuột cái này hơn 2kg không? Hơn 2kg khỏe nha bạn, chứ không ít đâu. Một lớp dưới này quá trời, hơn 2kg chuột nha. Tại vì nếu mà khoảng dính con là vô 2kg rồi, có 9-10 con vô 2kg chục bự á. Nhìn từ xa là cái con trộn nữa rồi. Vậy trộn. Trộn nó trộn quá, biết rồi như con mèo. Đúng rồi, chết. Con mèo nó trộn má, giật mình. Dùng mình ở đây thì nói chung là không thấy trộn đâu, dễ gì. Bự. Sung. Chứ mà bình thường á mà muốn ăn con chuột á đâu phải đơn giản, đâu phải. Rồi. Rồi, một lỗ luôn các bạn ơi. Một lỗ nắm nó phải để ý, chứ phải muốn nắm chỗ nào là nắm đâu, bởi vì mình phải để ý chút cái gì mới để ý. Nắm chân gốc nó đồ đó, trong cái gốc cái chỗ nó không cắn được chỗ, nói chung là mình nắm gặp cái chuột mình phải để ý chút, bẻ cái bẫy lên, bẻ cái miệng lên chút. Nãy giờ mình quay là giống như là quay trực tiếp luôn, không dính các bạn. Nó đang ở đặt lại cái bẫy mình đi trước mình khám phá mới được bụi không à, tao nắm cho nó vượt qua cái miệng của nó, nắm cho cái gốc 4 gốc á là nó chui cái đầu mỏ vô không được, tại vì nó đụng cái lỗ mũi rồi, nó đụng cái lỗ mũi rồi, cái mỏ nó nhọn á, nó đụng cái lỗ mũi thì cái gầm răng nó đâu có cạp được, mình phải để ý chút xíu nắm đâu, đặt đâu biết cái nghiệm đâu anh. Đằng thân mình rút nghiệm rồi, đúng rồi, bị chuột cắn mình đau mình mới có nghiệm được. Máy đinh vừa đi vừa được phục vụ cân nhẹ dân nghệ nha, mà do cái họng của mình cũng cố tình nói bự quá nên cũng nghe câu được câu không nha. Thế nếu mà thật ra mà được thoải mái, ủa hết tẩy hả, rồi tới làm chuối nó hết rồi, nó để ý chắc dĩ quá ha, để ý làm chuối rồi hả, rồi quay lại qua bên kia phải không, còn nhiều không, còn không bao nhiêu, rồi ok dính không, biết cái đường ra chảnh chảnh thấy chưa, hai con luôn nè đâu. Trời ơi trời, con mẹ ăn con rủ nhau đi đâu vậy, đưa hết trơn này trong cái hang này các bạn, hang này nó chạy ra nè, chạy thẳng ra đây thì công sống chạy thẳng vô bẫy thôi, cố tình nó đặt dừa nè, công sống chạy thẳng vô bẫy. Này là con mẹ với con chạy thêm đồ bú hả, bú sữa rồi vô đó hết rồi, về nhà mình có được thì mình sẽ tiễn mấy con chuột nhỏ qua một cái đồng riêng các bạn, chuột nhỏ xíu á, nó chưa còn sức tự vệ đâu đó, mình bỏ con có đồng riêng, còn nếu không thôi thì để trong đậy thì bỏ thức ăn vô cho nó nha, đó đặt vậy thôi, đơn giản là hứng nữa ừ chết một cái. Chính không? Hay quá vậy. Em mà em nổ quên mà tăng cốt lên cái đèn lên. Chắc trên này nè. Trên này lăn xuống phải không? Tự nhiên đặt không thấy được mọn chứ hả, là cũng hồi hộp ha. Không biết dính từ đâu tới đâu. Không biết đoạn nào. Cái này nó tọt xuống rồi bạn, cái cho cái mấy cái đường mòn ở trên bờ ruộng nè, trên bờ kinh nó tọt xuống như vậy nên rất là chất lượng nha. Rồi mình có sẵn mình cũng chia sẻ luôn các bạn. Cái đường mòn càng bóng chừng nào thì chuột con nhiều chừng nấy. Lý do là nó có con chuột mẹ nó chạy á, là chuột con rất là nhiều, và chuột nhỏ chuột con nhiều lắm bạn.
rồi hấn ở hấn đại vậy đi, hấn đại vậy đó bạn, hấn cho bà mẫu chạy xuống. Mình là có bà mẫu bà đê nha, rồi cái đường mòn mà chạy mà lơ ghiêu lơ gơ thôi, cái đường mòn mà chạy lơ gơ mà không cần chạy đậm lắm nha. Hấn hai cửa dính con, hấn gì, hấn hai cửa, hấn cái chân qua đây nghe, cái quay đầu đau đầu lại ha, đau đầu lại nè. Ăn chuột này cũng ngon mà mềm xèo luôn. Thì đây là cái hang chuột các bạn, hang chuột này nó ra nè, thì một đi đường này, hai đi đường này, bắt buộc phải đi hai đường duy nhất, thì chọn một trong hai đường đi. Thì nhí đã hút con rồi bạn ơi, và cái đó dài ra đây đi bồ, dài trên này chạy xuống nè, dài lên trên bờ đê chạy xuống nè bạn, trên bờ đê này chạy xuống hứng cái này nè, hứng cái đó đi, hứng cái miệng này, cái miệng cái chân cái miệng cái bề gập á, để cho nó sắc đất một chút, để cho nó chạy vô cho nó ngọt các bạn. Rồi mình trả lời cái vấn đề mà chuột các bạn, trả lời cái bề chuột á thì dính con các bạn. Thì con chuột dái á, cái đường mòn nào mà chuột dái đi là mấy chuột con nó không dám đi luôn nha bạn, nó cắn chết, mấy chuột dái nó cắn chết luôn. Bởi vì quan cái thang chuột dái nó cắn chết luôn á, bởi vì nó tóm lại là đường mòn nào chuột dái đi là chuột con nó không đi, chuột cưa chuột kia nó không đi á. Trong đây có một cái đường mòn rất là ngon này nha bạn, tại nhiên nó không phát hiện ra nè, cái đường mòn trong này nè, ngon lắm, ngon gì đấy, cái hai cái thôi em cứ để đại đi. Đường mòn trong này nè các bạn, đường mòn trong mấy bờ nè, nó chạy theo cái bờ nè, nó chạy lộn xuống đây nè, chạy phóng xuống đây luôn nè ha. Cái đường mòn mà nó cò chọt á, mày thấy cái đường mòn nó là chuột lớn không? Chuột lớn không? Nói chung là cái đường mòn mà mình thấy không ra gì chứ là chuột bự không? Mà nhìn kỹ nha, cái đường mòn nó còn đi á ha. Đường mòn cò thớt lớt phớt á, là chuột bự không? Còn đường mòn muốn lưỡng á. Còn bẫy nào nữa không? Ok, để bẫy xuống đây. Tổng kết luôn. Nãy giờ em dở lên thấy nặng cỡ nhiêu ký rồi? Ba ký mấy rồi. Ba ký mấy rồi. Hơi thắt hai em ha. Thắt hơn hôm. Trời ơi, ba ký mấy sao nặng dữ vậy? Em nói gì lại chứ. Trời ơi, trời chung chế hoài. Nói gì thường gì. Anh thấy mình thấy nặng lắm, cả 4 ký hơn. Cả đó ạ. 4 ký có hơn bạn ơi. Nè, một đêm thăm bảy nè. Rồi chào buổi sáng nha, chào buổi sáng cho mình nghe. Cái nó ngắt lên lòng luôn mà nó nói ba ký mấy, những cái lòng chuột chà bá nặng luôn. Ba ký mấy mình dở lên. Cả 5 kg luôn lòng mà. 5 kg luôn lòng. 5 kg luôn lòng hãy gu. Rồi, mình tắt máy các bạn, tại chuột bự cho mấy cái luồng chuột sau này không có dính chuột bự nhiều, dính chuột nhỏ nhiều. Nè. Rồi, mình xin tạm biệt cả nhà nha. Ok. Rồi, mình tính cho nó dồn đầu cho nó coi cho nó đã mà. Cái chuột này nó mỗi lần mình cầm cái điện thoại lên nó dồn rồi kia. Tại đây điện thoại mình có bật đèn led đó mà. Bật đèn nó sáng nó quảng hồn ở dưới nó rủi đầu kia, bởi vì nó không cho mình quay. Dồn nó một nửa cái nửa lòng đằng kia luôn. Nhìn lẻ nè, nhìn nó bè lên cho nè. Nửa lòng luôn ha. Như một khu này luôn. Rồi. Ok, mình lên đường đi về. Rồi, lên đường đi về thôi. Nhà nó có khúc nhà cho chết chết đó nha bạn. Chắc lên đó. Rồi, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Là clip buổi sáng mình đi cuốn bẫy nha. Cái phần chuột sau là phần của mình. Hy vọng là sẽ hên chính cũng nhiều nhiều các bạn, đặc biệt là chuột cái gắn nhiều chút mình cũng khoái. Rồi, lên đường thôi. Tạm biệt cả nhà nha. Rồi, ok. Bye bye. Bye bye.